Rồi, xin chào tất cả các bạn. Đó thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn một cái combo quad racing mà đối với mình nó là huyền thoại nha các bạn. Nó thì con quad này các bạn nó gắn bó với mình từ lúc mà ngày đầu tiên mình bắt đầu tập chơi quad racing. Đó chính là con 250 ZRM các bạn không nhớ nữa. Nó thì lúc trước mình chơi cái cấu hình như thế này nè các bạn. Nó là pin 2002 nha, bài cho nó lâu cho nó ngon lành nha các bạn. Nó motor của bắp nè, SC Little B 30A nè. Nó camera là Eken H9R. Nói chung là tay điều khiển đây một thấy của bắp luôn nè nha các bạn. Nó kính hunter của bắp hồi xưa luôn. Nó phải nói là khi mà mình quay cái video này cho các bạn xem cũng như là bay thử cho các bạn xem con này thì mình cũng có nhiều cái bùi ngùi luôn các bạn. Nó thì nó là huyền thoại đối với mình mà. Thì bây giờ mình đã nâng cấp lên chơi những con ok hơn, ngon hơn rồi các bạn. Nhưng mà mình vẫn muốn chia sẻ đến với các bạn thì đây là con quad phải nói là siêu bền nhất từ trước tới nay luôn nha các bạn. Bay thoải mái luôn, đập gớt gãy này kia nó không có gãy các bạn. Lúc trước mình chơi là rất là bền luôn, siêu bền luôn. Nó với lại SC Little B 30A nè, rất là bền các bạn. Nó giống như là mình cũng không biết nói sao với combo này. Rẻ, ngon, dành cho người mới bắt đầu là cực kỳ tuyệt vời luôn. Nó thôi bây giờ nói nhiều cũng không hay các bạn. Thì bây giờ sẽ bay và quay phim qua camera Eken H9R cho các bạn xem chơi về con này nha. Ok. Đó, ok, thì bây giờ sẽ tiến hành bay nha các bạn. Thì nếu mà lần đầu tiên các bạn chơi quad racing thì không nên bay chế độ agro nha, mà hãy bay chế độ cân bằng. Đó, thì bây giờ mình sẽ bay chế độ cân bằng và quay phim cho các bạn xem chơi nha. Đó, ok. Đó, khởi động nè. Bay nha. Đó, thì khi các bạn để cái camera ngóc vừa vừa thôi nha, đừng ngóc lên cao quá nha. Ngóc lên cao quá là nó bay rất là nhanh. Mà các bạn lần đầu tiên bay chưa quen mà bay nhanh thì rất là nguy hiểm nha các bạn. Đó, thì cái con này như mình đã nói các bạn là huyền thoại đối với mình rồi. Ngay từ đầu mình đã chơi con này rồi các bạn. Đó, con này tuy giá rẻ nhưng mà bay cũng khá là ngon nha. Thì nếu mà các bạn lần đầu tiên tập bay thì các bạn nên chọn cái chỗ đồng trống giống như mình nè. Đó, không nên bay chỗ khu vực nhà cửa nha, rất là nguy hiểm nha các bạn. Đó, thì các bạn chỉ cần bay tần tàn như thế này thôi. Nó không nên bay nhanh quá và không nên bay cao quá, chỉ bay là đà thôi. Đó, bay tần tàn chơi thôi. Khi nào quen rồi thì các bạn hãy bay chế độ agro. Các bạn thấy không, bay cũng khá là ngon thôi. Ở bên đây là người ta nuôi cá nè các bạn. Ở bay qua đó lỡ mắc sóng vớt cái lạng cám heo luôn nha các bạn. Cho nên là bay tàn gần khu vực của mình thôi. Đó, thì khi nào các bạn bay thành rồi, thành thục dữ lắm rồi thì hãy bay thử chế độ agro. Agro là chế độ không cân bằng đó, nó rất là khó bay. Nhưng mà khi bay quen rồi thì nó dễ hơn chế độ cân bằng luôn nha các bạn. Đó, nó có một cái nghịch lý như thế đó. Đó, các bạn thấy không, tuy là D7 này các bạn thấy đó, mình bay là quá là xa luôn. Đó, quay dài. Đó, thì bây giờ mình sẽ bay thử chế độ không cân bằng nha. Đó, đây là chế độ không cân bằng nè. Đó, khi camera nó ngóc xuống đâu là nó ngóc luôn, các bạn phải điều khiển thì nó mới xoay lại xe kia nha các bạn. Đó, thì bay chế độ không cân bằng thì các bạn có thể nhào lộn ngon lành luôn. Đó, các bạn thấy không, tuy là cựu bắp nhưng mà bay khá là ngon nha các bạn. Đó, nói chung là nếu mà các bạn tập chơi thì không nên mua con mắc tiền nha, tại vì con mắc tiền á nó gớt, các bạn bay lần đầu tiên đảm bảo sẽ gớt rất là nhiều lần luôn. Đó, cho nên là các bạn mua con rẻ tiền thôi, như là đặc biệt là con ZMR 250 nè. Con này phải nói là siêu bền mà giá rẻ đó các bạn. Đó, cái kit của nó có 100 mấy 200 ngàn à, bao ngon luôn. Không, các bạn chỉ cần bay lảo đảo vòng vòng như thế thôi, nhiều lần nó sẽ quen các bạn. Đó, thấy không? Mỗi lần chia sẻ cho các bạn là ra cánh đồng huyền thoại luôn nè. Cánh đồng này cũng xem như là huyền thoại luôn nha các bạn. Đó,
Đó, thấy không? Camera EKNH9R thì phải nói là giá rẻ mà quay ngon nha các bạn. Nè, luồn lách ở trong này luôn nè. Đó, ba chế độ cân bằng nha. Đó. Luồn lách qua cây luôn nè. Đó, thì một cái mua mình muốn chia sẻ đến các bạn là khi các bạn tập bay thì nên mua pin 3S thôi nha. Đó, 3S 220 đi, 2002 đi thì nó sẽ bay lâu hơn. Đó, khi nào các bạn bay rành thành thục rồi hả, bay pin 4S thì pin 4S nó rất là nhanh các bạn. Mà pin 4S nó nhanh thì nó mang hết pin. Còn pin 3S 2002 thì nó dung lượng cao. Đó, nó bay chậm thì nhưng mà nó bay rất lâu. Đó, bây giờ mình bay lên cao quay khung cảnh cho bạn xem nè. Đó, sân banh bên đó nha. Đó, chờ bây giờ thì gần 6 giờ các bạn. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là cái camera hành trình EKNH9R á, nó quay khá là đẹp nha các bạn. Bởi vì là mình rất là trung thành với con EKN này. Nó từ lúc mình tham gia bộ môn này chơi các bạn, tới bây giờ cũng khoảng là 5 cái EKN này đó các bạn. Nó lần đầu tiên mình ham hố gắn cái camera hành trình luôn. Mới biết bay các bạn mà gắn camera hành trình rồi, bay đơn gớt đặt hư. Hư thì mua. Bây giờ cũng cỡ 4-5 cái đó các bạn. Đó, thôi đại khái như thế thôi ba. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đáp nha. Ok. Đó, rất là tuyệt vời nha các bạn. Đó, thì các bạn vừa xem cái video được quay từ camera hành trình EKNH9R. Đó, con 250 cổng con EKNH9R bay, quay phim này cho các bạn xem đó. Thì các bạn thấy sao? Đó, thì rất là thích hợp dành cho các bạn mới chơi nha. Đó, thì theo như mình tính sơ sơ các bạn, nếu mà các bạn mua cái bộ combo của bắp này của mình với cái tay điều khiển, nó thêm hai pin 3S 2002 nữa, gồm cũ và mới nha, thì tầm khoảng 3 triệu rưỡi gì đấy thôi. Nó còn các bạn mua thêm kính với lại sạc đi là tầm khoảng 5 triệu đây. Rồi, hiện nay khá là rẻ các bạn. Tầm khoảng 5 triệu thôi là các bạn sẽ có đồ bộ combo Watch Racing FPV. Nó toàn bộ luôn. Mua vài chiếc việc bay sạc pin thôi, tính luôn cục sạc luôn nha các bạn, là tầm khoảng 5 triệu là trọn bộ. Còn nếu các bạn không cần kính á mà mua máy bay với tay điều khiển không á, với hai pin á, thì tầm khoảng đâu đấy là 3 triệu rưỡi thôi là các bạn sẽ có được một con Watch Racing tập bay ưng ý theo mình luôn. Nói chung là cực kỳ tuyệt vời các bạn. Nó thì cái combo này là mình phải nói là tiết kiệm nhất luôn nha các bạn, nhưng mà bay thì tập bay thì cực kỳ ngon và cực kỳ bền luôn. Nó thì khi các bạn bay rành nó thì bay pin 4S nó sẽ rất là ngon lành luôn nha các bạn, cũng nhào lộn các kiểu như ai thôi. Nó thì mình sẽ tạm ngưng video ở đây nha. Nó nếu thấy hay và không hay luôn thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo nha. Đó, hôm nào rảnh thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ về vấn đề những con Watch Racing cũng như là Flycam hoặc là cuộc sống đời thường này kia các kiểu đó. Các bạn nhớ ủng hộ kênh của mình nha, like và đăng ký kênh nha các bạn. Ok.